Là phóng viên ảnh, anh Cường có dịp ghi lại hình ảnh những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng ở miền Bắc. Thế nhưng đến Hoàng Su Phì đúng vào dịp mùa lúa chín đã đem lại cho anh những cảm xúc đặc biệt mà chưa chuyến đi nào có được. Các cái ruộng ở đây thứ nhất là nó khá đều với nhau. Ruộng lúa đều và thẳng tắp và nó nối liền nhau. Cái màu vàng đều óng của lúa ấy, thì mình cảm giác là tất cả những cái bức ảnh đấy cộng với lại cái thời tiết. Có lẽ là đợt này thời tiết nó khá đẹp, thành ra là các bức ảnh của mình cảm giác nó cũng rất là đẹp. Bằng bàn tay, khối óc, mồ hôi và sự cần cù, qua thời gian, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đã biến những đồi núi hoang sơ, khô cằn sỏi đá thành những chiền lúa phì nhiêu với hình dáng tự nhiên uốn lượn, trải ngút tầm mắt. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của những thửa ruộng bậc thang, tới đây du khách còn được trực tiếp trải nghiệm những phong tục tập quán của người dân trong nếp nhà truyền thống, được chứng kiến sức mạnh của những chàng trai dao qua lễ hội nhảy lửa độc đáo đầy huyền bí. Có lẽ đây là một cái loại hình du lịch trải nghiệm mới mẻ. Đến thăm ruộng bậc thang, đến ở tại homestay ở Hoàng Su Phì, sống cùng, trải nghiệm cùng với những cái người dân tộc ở đây thì tôi nghĩ rằng đó là một cái loại hình du lịch khá mới mẻ. Sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam, người dân nơi đây đã biết tận dụng để phát triển du lịch, thay đổi đời sống kinh tế. Đến nay, nhiều lớp tập huấn về du lịch cộng đồng do tổ chức Habitat tài trợ đã thu hút đông đảo bà con tham gia. Nhiều mô hình lưu trú homestay được xây dựng, cải tạo trên căn nhà truyền thống đã phục vụ cơ bản nhu cầu của du khách. Hợp tác xã sản xuất thổ cẩm cũng đã đi vào hoạt động sau nhiều năm mai một. Nhờ thế, đời sống của bà con nơi đây đã bớt đi phần nào khó khăn. Có du khách thì về thì bây giờ dân nhà nào cũng hơi khá khá. Trước là cũng có khách du lịch thì nhà nào cũng nghèo hết. Muốn ở giữ chân khách ở lại, mình ví dụ như khách đến đây mình có tham gia vào vườn hái rau này, tham gia đi hái chè, tham gia đi mùa nước xuống đồng ấy, khách đi cùng cày cấy bằng con trâu. Mùa gặt này khách đi gặt cùng. Hoàng Su Phì sở hữu trên 3.600 hecta ruộng bậc thang, trong đó có trên 3.600 hecta ruộng bậc thang trải dài ở 6 xã đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Mặc dù còn vô vàn khó khăn, đường xá đi lại khúc khuỷu, gập ghềnh, thế nhưng vẻ đẹp của Hoàng Su Phì vẫn cuốn hút du khách thập phương vào mỗi độ lúa chín.